chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết Giáp Thìn 2024 của người dân, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã quyết định tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu Sài Gòn đến Hà Nội và ngược lại, từ Quy Nhơn, Quảng Ngãi về Sài Gòn từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2. Đồng thời nối thêm toa vào các đoàn tàu đã mở bán vé, tổng cộng cung cấp thêm hơn 4.000 chỗ. Cụ thể, chạy thêm tàu SE32 từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội ngày 24, 25 tháng 1, tức 14, 15 tháng Chạp. Tàu SE11 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn ngày 26, 27 tháng 1, tức 16, 17 tháng Chạp. Tàu SE25 từ Quảng Ngãi và tàu SE29 từ Quy Nhơn về ga Sài Gòn ngày 20, 21 tháng 2, tức 11, 12 tháng Giêng. Sau hơn 2 tháng mở bán vé Tết, đã bán được trên 152.000 vé. Số vé trước Tết còn ở tất cả các tuyến, trong đó, từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 nhằm 22 tháng Chạp, trở về trước và ngày 9 tháng 2 năm 2024 nhằm 30 tháng Chạp, còn vé đi tất cả các ga. Các ngày từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024 nhằm 23 đến 28 tháng Chạp, còn ít vé.